Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay sẽ là cuộc tranh tài giữa đội Mưa Ngô đến từ công ty du lịch Eviva. Phương châm của họ ngày hôm nay là thỏa sức đồng tâm, quyết tạo kỳ tích. Và thưa quý vị, ở phía chiếc biển bên kia là đội Cầu Vồng, là những viên điều dưỡng đến từ trường nhiệm vụ thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của họ là thẩm định từ thiện, hiến máu nhân đạo, nấu ăn và cùng nhau mua sắm. Và bây giờ chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Xin chào quý vị, tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của Maritime Bank. Và trong chương trình hôm nay, đội Mưa Ngô cùng đội Cầu Vồng đang sẵn sàng đem đến cho chúng ta những giây phút thú vị bên TV. Trước khi hai đội thi đấu để giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta làm quen với từng đội. Chào Cầu Vồng. Xin mời các bạn nhìn về phía khán giả và hãy cho mọi người biết thật rõ về đội mình. Là đầu tiên em xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chung Sức trên đài truyền hình HTV7. Xin kính chào anh Tạ Minh Tâm cùng đội bạn cùng chơi. Đội chúng tôi tên là Cầu Vồng, gồm 4 cô gái rất là dễ thương. Tôi xin giới thiệu, tôi là đội trưởng tên Kim Nga và đứng cạnh tôi là chị gái dễ thương Phương Vi. Và bạn thứ ba đó là bạn Đỗ Loan. Và thành viên thứ tư đó là bạn Vân Anh. Đội Cầu Vồng chúng tôi đến nay để tham gia chương trình Chung Sức nhằm giao lưu, học hỏi và tiếp thu thêm nhiều kiến thức cho cuộc sống. Và đặc biệt là được gặp anh Tạ Minh Tâm, thần tượng của đội Cầu Vồng. Và cuối cùng, tôi xin chúc cho hai đội bạn cùng chơi và chương trình Chung Sức hôm nay được nhiều thành công tốt đẹp. Cảm ơn các bạn, chúng ta dành cho đội Cầu Vồng sự ủng hộ nhiệt tình. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn làm quen với đội Mưa Ngô. Chào đội Mưa Ngô. Xin chào anh Tạ Minh Tâm, xin chào các bạn khán giả chương trình Chung Sức. Mình tên là Lê Hồng Quang Thụy, đến từ công ty du lịch. Mình xin giới thiệu với thành viên tiếp theo. Bạn gái đứng kế bên mình là Diễm Châu. Bạn gái tiếp theo là Thùy Diễm. Và bạn trai cuối cùng là Hữu Toàn. Hôm nay đội Mưa Ngô của mình đến đây với hai mục tiêu chính. Thứ nhất là được thỏa sức cùng tham gia 4 vòng chơi của chồng Chung Sức. Và thứ hai là cùng được tỏa sáng với anh Tạ Minh Tâm. Và phương châm cuối cùng của đội Mưa Ngâu của mình là đồng tâm quyết tạo kỳ tích. Vậy xin nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn khán giả cho đội chơi và đội bạn của mình. Xin cảm ơn. Là bánh canh. Cháo. Cơm. Em nghĩ đó là bánh mì. Ngũ cốc. Dạ, em nghĩ là sữa. Đó là hoa cẩm chướng. Hoa cẩm chướng. Đó là hoa mai. Dạ, hoa hồng. Hoa hồng. Dạ, anh là hoa đào. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã làm quen với hai đội Mưa Ngô và Cầu Vồng. Và bây giờ chúng ta xem hai đội thi đấu như thế nào qua 4 vòng sắp tới. Mời hai đội trưởng. 1-1, xin được phép bắt đầu. Mời hai đội bắt tay nhau. Vòng 1 có 2 câu hỏi. Mỗi câu hỏi chúng tôi đều hỏi 100 người. Và những câu trả lời được nhiều người đồng tình nhất đã nằm trên bảng điểm. Có tất cả 8 đáp án đang nằm trên bảng điểm. Mỗi đáp án có số điểm tương ứng với số người trả lời khi chúng tôi hỏi 100 người. Và giá trị của mỗi điểm thưởng trị giá 10.000 đồng. Đúng rồi, các bạn nhớ rất tốt. Đặc biệt trong câu hỏi đầu tiên của vòng 1 này đã xuất hiện một đáp án không chỉ có giá trị 10.000 đồng một điểm mà nó có giá trị 1 triệu đồng. Đây là đáp án may mắn, chúc hai bạn đem về cho đội mình ngay trước. Sẵn sàng. Kể tên một món ăn mà trẻ em hay ăn sáng. Mời bạn. Sữa bột. Sữa bột. Không có. Mời bạn. Cháo. 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 Xin mời hai bạn trở về vị trí. Bạn đã trả lời rất là tuyệt vời. Đây là đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Và Phương Vi. Súp. Súp. Cháo. Có số người đồng tình nhiều nhất nhưng chưa phải là đáp án may mắn. Còn súp thì giờ thế nào? Bạn nghĩ là có bao nhiêu người đồng tình với bạn trong câu trả lời này? 20. Bao nhiêu? 20. 20. Bán điểm cho tôi biết có súp không? Súp.
Mời bạn nhìn lại đáp án một lần nữa. Đó là đáp án may mắn trị giá 1 triệu đồng. Rất là tuyệt vời. Đội cầu vồng của chúng ta ngay giây phút đầu tiên đã giành được đáp án may mắn của chương trình. 1 triệu đồng dành cho bạn.